Rồi, em thấy chưa? Đang trực tiếp ở trên Facebook. Anh em nào thấy thì bấm OK bên dưới phần bình luận của Facebook ha. Đây là cái mẫu máy chiếu Infocut 112X. Infocut thì là một trong những dòng này có cường độ sáng trên 3000 ANSI lumen và cổng kết nối nó cũng khá nhiều. Có một cái điểm đặc biệt của cái dòng này, đó là dòng giá rẻ nhưng mà nó rất nhiều những cái tính năng cao cấp, như là hỗ trợ xem phim 3D này, có kết nối HDMI này, có luôn cổng USB chuẩn B, cổng control RS232, audio in out này, video này, S video computer. Anh em comment phía dưới ạ. Thấy có Nam Tùng rồi, mới có Nam Tùng thôi. Dòng này thiết kế có cái thân vỏ màu đen khá là chắc chắn. InFocus 112X thì cái dòng này nó sử dụng bóng đèn chính hãng của hãng Osram, một trong những hãng mà chuyên sản xuất bóng đèn hàng đầu trên thế giới, tương đương và phát triển song song cùng với cái hãng Philips. Philips và Osram là hai cái hãng mà sản xuất bóng đèn lớn nhất thế giới hiện nay. Dòng này thì cái zoom chỉnh lớn nhỏ và focus nằm sâu phía bên trong cái vỏ, giúp bảo vệ cái ống kính nó được tốt hơn. Các bạn lưu ý là đây là cái vị trí cái ống kính chứ không phải vị trí bóng đèn nha. Bóng đèn thường nó nằm phía bên hông này. Đây, ví dụ con này thì các bạn mở cái nắp này ra sẽ thấy cái bóng đèn ở bên hông này. Đó, nó bóng đèn nó nằm bên hông chứ không phải là vị trí này. Vị trí này là vị trí cái ống kính. Trên này là các bàn phím điều khiển, phím menu, exit, auto, phím màn hình trống, phím tắt mở nguồn và phím chọn tín hiệu vào. Dòng này thì hiện tại đang có bán tại trang web là maychucu.com, có khuyến mại màn chiếu, giá thành của nó dao động khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng tùy theo chất lượng bóng đèn. Các bạn có thể truy cập trang web trên maychucu.com để xem giá chính xác cũng như là các khuyến mại đi kèm. Ngoài dòng này chúng tôi còn rất nhiều các cái dòng máy chiếu khác luôn có khuyến mại hấp dẫn và chế độ bảo hành nghiêm túc, nhất là bảo hành 1 đổi 1. Trong quá trình bảo hành mà nếu mà nó có sự cố gì thì sẵn sàng có một cái máy tương đương mức giá hoặc là tương đương cấu hình để đổi cho khách hàng, giúp khách hàng luôn yên tâm khi sử dụng các cái dòng máy chiếu tại công ty máy chiếu VNPC. Trang web maychucu.com. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi xem livestream và chia sẻ video này để mọi người đang có nhu cầu đầu tư một cái máy chiếu đã qua sử dụng chất lượng cao có cơ hội để tiếp cận với các cái dòng máy chiếu do VNPC cung cấp.